シャーです。皆さんお元気ですか？役所も一緒に関西の文法を勉強しましょう。今日は70番です。 OK、今日の内容は連絡を勉強できて直接勉強は良く何々向き、はい、OK、今日の内容は何々向き大三年これが大三年の場合ね。 OK、今日の説得の不調は名詞今日のプラチムの名詞。 OK、今日の文法は何々向き nghe chị bạn tập nhận hàng được nhé. Cô đồ mốt mực tì mốt đi dài. OK. So, OK đi dài như bộ ha cà rạch chẳng hạn nhé. OK. Chứ chị ông mình tiểu vải nữa. Chứ như bộ ví dụ cái một lần tới. Chứ cà đi dài như cô cà rạch chẳng hạn đấy. Xong đứng mấy mệt hả. OK. Chứ như tầm mưu họ tỷ phí cho nhận hàng được nhé. Sai kín sốc cư vô ni khăn sẻ hoát đàn xe mực kỳ thuộc cơ dọc xe mực kỳ thuộc cơ y e nạc thu nạc tệ kỳ tạc. OK, trong bài dụng mình không đai sai kinh. Sai kinh như bộ thà thùm mây ní. OK, sốc cư ghiêu như bộ thà càng nghĩa được có một đồ bó. OK, càng nghĩa được có một đồ bó. OK, ní constant đẹp tôn thần lần. OK, đàn xe yên bộ thà mình đủ bó. Rồi dọc xe yên bộ thà mình đủ sợi. OK, yê nạc cư nạc tê kỳ tạc. Một khai kỳ chế mà ngài bị dạy bạn. OK, tạc chắc yên bộ bây giờ thường mô cho một khía. Chắc thầm mây ní. Dạ. Đạt tôn tầng ấn. Một rồi bỏ được cô càng nghe lắm cứ. Vì thế, khai kỳ chế mà ngài bị dạy bạn thá. Xong nâng mình đủ sợi. Rồi có xong nâng mình đủ bọc tiền. OK, cho nên tầm mưu thì họ đi bày cả một nghĩa. OK, sang bán thầy hàm một nghĩa. Nihono dento tekina kaokuwa natsu muki ni dekite iru. OK, cho mình dùng thì hôm nay dùng được việc dento tekina. Dento tekina là bài tập bài lấy nhé. Nên tôi tính tiếp bài tập bài lấy không cứ dùng bộ tập té. OK, nạp thứ nhất là đời đại. OK, mức kí dùng có bỏ dưỡng bộ thằng xong rồi nhé. OK, để kí tê rừng đó cứ tha ở dạng một bàn tha bàn một cạp lãng dùng có sẵn xong rồi bỏ thằng bạn này dùng có dùng có một cạp lãng nhé. Ta sẽ dùng bộ phải dùng cả mùi cho một nghĩa. Chứ là té nhé. Té bài tập bài lấy rồi bọc và tìm cho con nó cứ bằng cả lá xong nướng với con đồng rơi nướng các bạn này xong nướng với con đồng rơi nướng rồi đời cái đài này hay. OK, chắc như tâm mơ bây giờ họ bị buồn họ nghĩ tạm như là nghĩ dòng bán cô nô atari và amega sukunai no de kome zukuri ni wa fumuki da. OK, ví dụ như hôm nay dùng đến việc tôi là Atari cứ bắt đồng đấy, bắt đồng nặng nhé, đồng nặng được co bắt bom nặng của bạn đấy, nó sẽ bài được bắt bom đấy. OK, chắc là đồng nặng nữa, à mấy cái thứ này liên tịt đấy. OK, ví dụ liên tịt gì đó là không mấy giữ gì nó ca bằng ca sợi đấy, không mấy sợi chắc bạn là ca vừa sáng, dạng một hạt ca vừa sáng cứ ghé bút kỹ ở xong. Nên phương mực tiết cứ mần sạc xòm này. Okay. Tả cho những bộ phụ dụng em ngồi cho một nghĩa. Trong nơi mà đông nắng đòi xa tái miền liêng tỉnh, liêng nó cứ miền tỉnh. Cứ này, liêng nó cứ miền tỉnh chứ không phải ớ. Cứ mần sạc xòm nắng cá thua xa cho cá tỉnh. Okay. OK, chúng tôi tiếp dụng miền biển này là mực cực. Chúng mình cứ chân cái lại lấy coi dương bộ thá đài xong lần được thế này. Đây sẽ bảo mình đi hó tạo dùng vừa một thế này chỉ bán Pano dồ quá Cô đồ mộ dự kỳ đặt là đó Thô y cư xì ní mùi tế ứ tốt của mộ. OK, chúng Pano dồ như một thằng liên cũng có cọt này. Xong đại được một sợi. OK, cô đồ mộ dự kỳ như một thằng trâu chặt mẻ nhé. Cô đồ mộ dự kỳ. OK, chắc là hồ y cư xì nó là nhà thái toan được bệnh bạch thái sạc mềm nữa, nhà thái toan còn nhà
với bài thang xa không mềm ok hai mươi tết thì rất to một ok cận thá xong lần đấy ok tạ chứ như bộ vô cả mùa một nía giờ là đời xa tá liếng cho chất mến chẳng những cực thá có sẵn sàng tình nướng càng nhiều để chia nét thay toàn thông mến ok cho nên dương rụng lực làm với chẳng ngờ về chỗ dương ảnh ấy cứ lấy những chất sớ là lấy mực kịp nét cho nên mình đặt lại chỉ biết sạc mai thá đài xong nướng hay dương ở bài chung mình được bỏ cho bỏ dưỡng cứ nhưng bài chung mình được niềm ở dương ảnh rào là thằng đá là mình mực cứ cổ bài má hay là thằng đấy đã xong lần được kiểu này. Ok, chúng ta cảm thấy vô lô ca phần gần ngày này hay sự cảm thấy riêng và cảm phục này bạn chờ đón nhé. Ok, bye bye. Học công chá xâm lập ca tu sản video mới này hãy xong cộng lên cho subscribe hãy nằm trên sân nhà cảm đăng lập bài tu ban video mới phải bằng tỏ tiền xong học công.